Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay có chiếc Rocky SXL đã được một khách hàng đặt hàng. Thì bác ấy ở thành phố Nam Định đặt chiếc xe này và yêu cầu là bọc lại và gửi xe khách. Thì mẫu xe này với thiết kế khung nhôm này, bộ chuyển động là Shimano Tole đằng trước, Antut đằng sau, 3 đĩa 9 níp và dòng này sử dụng dòng phuộc nhún dầu. Khí dầu nhá, có một bít tông khí ở bên cạnh. Thì mẫu xe này hiện tại đang có giá 7.700.000 đồng và có hai màu, đó là màu xanh dương đỏ và màu trắng đỏ. Thì bác ấy đã đặt chiếc xanh dương đỏ này thì cũng yêu cầu quay video chi tiết trước khi gửi đi. Thì cũng theo nguyện vọng thì em sẽ quay chi tiết chiếc xe này để gửi bác. Thì đầu tiên thì xe có sử dụng yên, đó là yên SLX này, bề đan nhôm này, cọc yên là lan gu đi nhôm đúc nhá, nhôm đúc và đấy, nhôm đúc này. Khung là khung nhôm uốn lượn hình cắt vát kiểu kim cương nhìn rất là đẹp. Đấy, khung đặt trên này không mối hàn luôn, nó đánh mờ đi rất là đẹp. Đấy. Và xe có sử dụng bộ chuyển động trước dùng Shimano Tole này, đùi đĩa Shimano luôn các bác nhé, 3 tầng đĩa Shimano. Củ đề sau Shimano Antut này, 9 tầng níp. Xích sử dụng nó là xích PIC. Đấy, máy ơ Shimano luôn. Phanh đĩa dầu Shimano. Và xe sử dụng xăm lốp Kenda 27.5 này, vành 27.5. Về phía đằng trước đây, chúng ta còn sẽ có tay phanh là Shimano, bộ chuyển động Shimano Antut này. Đấy. Ghi đông bô tăng Chunvet. Xe sử dụng càng trước dầu, càng thùn núm khí dầu, có piston bên kia, piston bơm khí này. Còn bên này là mở khóa điều chỉnh khóa thụt này. Và có càng là càng nhôm, càng rất là to, cứng. Máy ở trước là Shimano này. Đấy, nét tổng thể của một chiếc xe Rocky SXL Elite 6.0. Thì chiếc xe này em sẽ bọc lại và gửi về thành phố Nam Định, gửi qua đường xe khách các bác nhé. Các bác có thể gửi qua xe khách của các bưu điện. Thường thì gửi qua xe khách thì các bác thường chuyển tiền hết theo xe khách, em sẽ gửi ra cho các bác. Còn nếu những bác nào mà đang có mua xe đẹp thể thao thì những cái mẫu mà cấu hình như khung nhôm, phục nhún dầu, nhún khí dầu, có thể là alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 307 để đặt hàng mẫu xe này. Tất cả những mẫu xe này đều có trên website đặt88.vn, các bác thể vào website để tham khảo. Còn đây là video review chi tiết để gửi một cái hàng Nam Định để bác sớm nhất được xe.